Bây giờ anh mua con chó này của em bán không? Không cho nuôi. Nuôi hả? Bây giờ anh lấy con chó anh đổi hai con dê chịu không? Chịu không? Không chịu hả? Không chịu cả nhà. Lấy hai 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 con dê đổi con chó mà không chịu. Bây giờ anh lấy con chó của em anh đổi hai con bò. Chịu không? Mua hai con bò giờ anh đổi con chó của em. Đổi Milo của em nha. Chịu không? Không chịu luôn. Gà xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh Gà Lang Thang. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày mới thật là vui vẻ bên kia bên gia đình của mình. Cái bên của gà là Sơn Ngọc Vlog nè. Ngọc xin chào cả nhà mình nha. Hiện tại bây giờ là gà đang ở thôn Ma Dú, huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận. Hôm nay á, là gà lên buổi tối cả nhà, tối thui à. Tối nói chung là khu vực này là rừng núi, tối không có điện nha. Thì gà muốn lên mình coi thử ở trên cái vùng cao như thế này á, là buổi tối nó như thế nào á. Tối thui luôn á cả nhà. Hiện tại bây giờ là gà đang sử dụng đèn á. Anh hai tắt đèn cho cả nhà mình xem. Đó, tối thui luôn á cả nhà. Rồi anh hai mở lại. Bây giờ là trên đây là nó rất là tối cả nhà. Thì gà đang đứng trước nhà của ba bé mồ côi á. Gà vô gà thăm cái cuộc sống của ba bé như thế nào. Hôm bữa giờ gà làm nhà cho ba bé á. Thì gà quay lại gà xem coi thử cái tình hình của ba bé nè. Ban đêm mình sống như thế nào nè. Với lại cái ngôi nhà, cái sàn nhà nó đã hoàn thành chưa. Và ba bé đã vô trong nhà ở chưa. Thì gà mời cả nhà mình đi cùng với gà. Đi vô trong nhà ba bé mồ côi nha. Đây là cái ngôi nhà của ba bé mồ côi nè cả nhà mình. Không biết là tối là ba đứa nó ngủ chưa. Nhiều khi mình vô á, mình vô sợ ba bé sợ không có dám mở cửa cả nhà. Đây là chiếc xe đạp của em nó để ở đây nè. Cái khúc cây ba để đi té. Cái ngôi nhà này nè cả nhà mình nè. Bên đây là ngôi nhà cũ, ngôi nhà mới. Từ đây gà thấy có dép mà chắc là em nó ở trong đây rồi. Em ơi. Em ơi. Ai vậy? Anh nè, anh YouTuber Gà Lang Thang nè. Em mở cửa đi em. Ngủ chưa? Ba đứa làm gì trong đó nè. Chưa ngủ nữa. Giờ này mấy giờ? Giờ này là 8 giờ mấy rồi cả nhà. 8 giờ mấy đêm á. Ba đứa chưa ngủ luôn. Thì ba đứa là đã dọn qua nhà mới ở rồi cả nhà mình nè. Là đang làm gì em? Ăn cơm chưa? Ăn rồi. Ăn cơm rồi hả? Dạ. Cho anh vô nhà mới nha. Dạ. Nhà mới làm sàn. Làm sàn nè cả nhà mình nè. Này cái sàn nhà là bằng tre nè. Ủa? Bé chó em cho lên đây ở với em luôn hả? Ừ. Sợ mất hay sao? Cho anh đi bên cái mít cái này. Anh đeo cái đây anh cái mít đây. Cài lên áo, cài lên áo. Ở trong đây là con bé này tên là gì em? Tên gì? Milo. Milo hả? À, Milo. Con bé chó này của em đúng không? Đúng không? Là của em luôn. Tên Milo. Không có tiền mua Milo uống nên là đặt tên chó là Milo cả nhà. Mỗi lần kêu tên đỡ ghiền phải không? Ủa bên cái nhà mới này mình ngủ là nó có giòn không em? Dạ không. Ba đứa nằm vừa không? Vừa. Cái nệm anh thấy nó ngắn quá đúng không? Một cái nó ngắn quá đúng không? Hai người thì đủ, ba người không đủ. Hai người thì đủ. Ý là mình nằm dài ra đúng không? Là dạ. Hai người là đủ đúng không? Dạ. Ba người không đủ. Là bữa sau á là gà sĩ quay trở lại để tặng cho ba bé này thêm một cái nệm nữa nha. Sao hai đứa kia ngồi chóc ngóc trong đó vậy? Hả? Em ơi! Sao ngồi yên trong đó vậy? Ra đây chơi nè. Ra đây. Ra đây chơi. Bé nhỏ ra đây chơi bé nhỏ. Ra đây anh hỏi nè. Ra đây. Ra đây ngồi nè. Ra đây. Hello. Milo. Bé này tên là Milo nha cả nhà. Em nhỏ ra đây. Ra đây. Ra đây. Ra đây anh hỏi nè. Mắc cỡ nữa chứ cả nhà. Em tới đây nè, em tới đây. Em tới đây, thì tao đang ngồi. Em bao nhiêu tuổi rồi? 9 tuổi. 9 tuổi. Là có rất nhiều cô chú hỏi bé này là 9 tuổi. Thậm chí là từ cái ngày mà gà đăng tải cái video của ba bé mồ côi lên đó cả nhà. Ba bé mồ côi cha mẹ. Thì
cũng có một số cô chú anh chị hỏi á, là như những câu hỏi như thế này nè, là cho gà xin, kiểu như là cho cái người đó là xin cái số điện thoại của ba bé này. Có lẽ là người ta muốn, kiểu như là người ta muốn là bắt luôn á nha, bắt con gái người ta về để làm dâu luôn á. Ừ. Với lại hỏi bé nhỏ này là bao nhiêu tuổi, thì bé nhỏ này ở nhà là chăn dê. Em ơi, em lớn, em có đi làm trên kia nữa không? Không đi làm nữa hả? Về không hả? Sao vậy? Không thích lắm. Không thích làm nữa hả? Ở nhà với chị chỉ ở một mình, không có người, Không có người là sao? ngủ một mình À, không ngủ một mình không á hả? à. Mình sợ mình không dám làm đúng không? Là làm, nghe bữa gà nghe nói là làm ở Cam Ranh đó cả nhà. Nhưng mà bây giờ ngủ một mình không dám làm. Đi về, ơ ba với em. Về đi chăn bò hả em? Về đi chăn mấy con bò đó. Anh thấy em nuôi mấy con dê là nuôi đẻ cho người ta phải không? Thấy chăn dê giỏi lắm cả nhà ơi, đi trên núi trên rừng mà dắt mấy con dê đi chăn chăn dê để cho người ta. Thì bữa anh tặng cho em 2 con dê chịu không? Hả? Trả dê ghi lại cho người ta luôn, mình nuôi 2 con dê của mình được không? Chồng con lát Hả? Sao lắc đầu? Chịu không? Nói anh nghe chịu không? Chịu không? Anh tặng cho em 2 con dê, một con cái một con đực, thì em nuôi cho nó đẻ ra mình làm vốn, sau này lớn lên lấy chồng, chịu không? Sao sao nhìn nhìn chị làm chi? Em nuôi dê mà, em là chủ trang trại nuôi dê mà, sao nhìn chị? Thì có một cô ở bên Úc á là rất là thích bé này, thì cũng đã kiểu như là góp ý với gà, nói là hỏi bé như thế nào ở cả nhà, thì cô muốn tặng cho bé là hai con dê để cho bé có cái kiểu như là con dê của mình á, mình nuôi lớn lên là nó đẻ ra để mình làm vốn cho bà chị em này cả nhà. Cả nhà thấy thương bé chó chưa, mặc quần áo như bé chó nè, buồn ngủ mà không cho buồn ngủ nữa. cho nó vô nhà để cho nó ngủ nha cả nhà mình nha, chứ để ở ngoài là sợ là người ta bắt trộm mất, nhốt ở trong đây cho nó ngủ đây luôn, thương ghê cả nhà. Cả nhà thấy bé chó nó rất là mập mạp nha, dễ thương nha, đó nằm xuống á, ôi thương ghê chưa. Bây giờ anh mua con chó này của em bán không? Không, cái chân nuôi. Nuôi hả? Bây giờ anh lấy con chó anh đổi 2 con dê chịu không? Chịu không? Không chịu hả? Không chịu cả nhà, lấy hai 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 con dê đổi con chó mà không chịu. Bây giờ anh lấy con chó của em anh đổi 2 con bò chịu không? Mua 2 con bò giờ anh đổi con chó của em, đổi Milo của em nha, chịu không? Không chịu luôn. Ở nhà nó cưng lắm, hôm bữa gà lên gà thấy á, trời ơi, ôm chó mặc đồ mặc quấy rồi cho chó đi chơi rồi á, thương ghê lắm. Không không đổi là không đổi nha cả nhà, 2 con dê không đổi nha, 2 con bò không chịu nha. Một con bò bữa nay là cũng, nếu mà mình mua trung bình cũng từ 8 tới 10 mười mấy triệu cả nhà một con, chứ đâu phải là rẻ đâu. Nhưng mà đổi con chó là không đổi nha, con bé nên chó này dễ thương lắm, thương cực kỳ. Cả nhà thấy nó vậy thôi chứ nó đứng dậy nó to con lắm á, rất là to con nha, cưng chó lắm. Ồ, em chiều em mấy đứa ăn cơm dưới vậy em? Canh cải, rau cải. Canh với rau cải hả? Dạ. Có mua thịt vàng không? Sao vậy? Hết tiền hả? Hết tiền mua thịt hay sao? Cái gì đâu mà ngại không nói trời. Em có muốn mình có một cái bóng đèn ở đằng trước không? Dạ muốn. Đèn năng lượng á. Là mỗi ngày là em xài cái bóng đèn nhỏ nhỏ kia hả? Dạ. Đèn đó đèn năng lượng hay đèn sạc? Đang sạc. Đèn sạc hả? Mình sạc ở đâu? Mình sạc nhà người ta. À, sạc nhà người ta. Dạ. Là đi xuống làng. Dạ. Rồi mình sạc mang về. Một cái đèn đó như mình sạc đầy là mình xài được bao lâu? Mình xài 7 giờ, 8 giờ nó hết rồi. 7 giờ 8 giờ nó hết. Dạ. À. Hồi nãy anh tới anh gõ cửa mà em cũng gan, em mở cửa ra, lỡ cái người nào xấu tới mở cửa ra sao? Người quen Nghe nên mở cửa. tiếng quen hả? Dạ. Trở lại cái chủ đề chính nè, là anh tặng cho em 2 con dê em chịu không? Chịu không? Sao không nói? Sao không nói?
Anh đi giúp đỡ rất là nhiều người rồi, nhưng mà anh thấy em là anh thương nhất luôn á. Nhỏ nhỏ này, chịu khó chăn dê. Chịu không? Tặng 2 dê. Tặng 2 dê đi chăn cái làm vốn. Được không? Nói to lên nó mới nghe chứ. Tặng 2 dê đi về nuôi nha, làm vốn nha. Bữa sau anh dắt 2 dê lên nha. Dắt 2 dê lên tặng nha. Thì gà không biết là cô bên Úc có xem được cái video này của gà hay không, thì gà đã hỏi bé ý kiến của bé. Gà cũng mong là cô xem được cái video này. Nếu như mà không ấy thì gà cũng có thể là mình có thể là giúp đỡ cho hai bé là có 2 con dê để nuôi cả nhà. Chứ mình nuôi dê đẻ của con ta á, mình không biết khi nào nó đẻ nữa. Mà nuôi cực lắm cả nhà. Mà thật sự nha, gà thấy là bé này thương động vật cực kỳ luôn. Thương con dê cả nhà, thương dê, thương chó này kia, nuôi con dê mà đi cắt từng cái lá cây cho nó ăn á, thấy thương lắm. Tí nữa gà ra gà quay cái đàn dê của bé cột ở dưới cái sàn nhà cho cả nhà mình xem nha. Đứa nào nấy nó tròn như con mít luôn á, tròn quay luôn á. Mình nhìn mấy chó này cả nhà mình nhìn cũng đủ biết rồi, thương động vật rồi, thương chó rồi. Sao cười gì, sao cười ừ? Ủa mà sao bữa giờ anh không thấy em đi học, nghỉ hè rồi hay sao? Rồi ví dụ như em đi học là ai chăn dê? Chị chăn dê hả? Chị chăn dê, ví dụ như chị đem dê đi bán mất rồi em có đi tìm không? Không. Không đi tìm hả? Lỡ chị đi bán lấy tiền thì sao? Chị xài mất hay sao? Bữa nào anh tặng cho 2 con dê rồi xong rồi giữ cho kỹ nha. Cái nhà này là anh tặng cho em nha. Cái nhà đây á, là gà làm cái nhà đây ra là gà muốn tặng cho cái bé nhỏ nhỏ này cả nhà. Để cho chị hai với lại chị ba là nuôi em nha. Nuôi em ăn học khi nào lớn lên luôn nha. Chắc là bé rất là mừng á. Khi mình nói tặng với bé rất là mừng á. Bé ơi, em sao ngồi trong góc đó không vậy? Ra đi chơi. Mắc cỡ nè. Khỉa mỏng ngâm phải chứ. Cả nhà coi mặt chó kìa, không đi luôn. Quay gần cho cả nhà mình xem, anh hai quay gần cho cả nhà mình xem. Đó. Cả nhà thấy dễ thương chưa? Sợ. Em dính lại em, dính bé lại. Đi lô lại. Đó, cả nhà thấy dễ thương chưa? Mặc đồ cả nhà giống Superman không cả nhà? Đẹp trai lắm á nha. Đẹp trai nhất cái khu núi rừng này cả nhà, bảnh bao nhất á, cái mặc đồ này. Ủa buổi sáng nó có đi theo gái không em? Không, ở nhà. Ở nhà hả? Không có đi theo gái hả? Đừng có cho đi theo gái nha. Đi theo gái là đi mất luôn á. Mất là tìm không ra luôn á. Người ta bắt cóc á. Hôm nay á, là gà đến gà thăm cái cuộc sống của ba em thôi cả nhà. Nói chung là gà thấy cái hoàn cảnh nó như thế này á, mình có thể thay đổi được một chút gì đó cho ba em mồ côi nè. Một cái gì đó thì mình cảm thấy rất là vui nè. Thứ nhất là mình đến mình giúp đỡ cho mấy em là có gạo, có đồ ăn á. Rồi mình bắt đầu mình mới làm cái ngôi nhà đi lên nè. Rồi ba em là có cái chỗ nó ở là không có sợ bị mưa nữa. Tại vì bên kia mưa dữ lắm. Vô tháng mưa là bên kia tạt dữ lắm đúng không em? Dạ. Tạt mà ngủ được không? Chờ hết mưa mình mới ngủ chứ. Cái câu nói này á, gà nghe rất là quen luôn. Gà thấy ai cũng nói vậy hết trơn á. Tại vì bốn cái vách nhà của nó bằng tre cả nhà, mà nó hở như thế này nè. Nó hở tre như thế này nè. Nên là khi mà mưa nó tạt á, gió bắc hay là gió nam gì nó cũng tạt vô trong nhà mình hết á. Nên mình làm cái nhà này là khỏi sợ luôn. Là bữa giờ là mưa là không có thấy giọt đúng không em? Nếu mà giọt á thì nói để anh sửa lại cho nha. Dạ. Đằng sau nhà em chưa có cái bồn nước đúng không? Cái máng hơn nước á. Bữa là gà chị bắt luôn cho mấy đứa cái máng để hứng nước, lấy nước trời mưa uống á cả nhà. Bây giờ gà sẽ đi qua bên kia nha. Gà đi qua bên kia để gà còn thăm mấy hộ bên kia coi như thế nào á. Nếu được á thì mình có thể là giúp đỡ cho họ để họ có cái đèn năng lượng á cả nhà. Ban đêm là họ có thể thắp đèn lên họ ăn cơm này kia á. Anh đi qua bên kia nha. Cảm ơn ba đứa nha. Anh hứa thì tặng cho bé này 2 con dê. Chịu không? Được không? Ráng đi học cho giỏi nha. Nha. Bị chó dễ thương quá cả nhà ơi. Cho anh mượn cái mic nha. Rồi ba đứa ngủ đi nha.
ngủ nữa. Anh đi rồi thì tí nữa người ta gõ cửa, đừng có mở cửa nha. Mở cửa là người ta bắt cóc á. Mình đi ra nha cả nhà. Nhà người ta con gái không à, mình con mình trai mình chui vô đây. Đóng cửa ngủ đi em. Dạ. Đừng có cho chó ra nha, cho chó ra mất chó á. Nè, đóng cửa lại. Bye bye nha. Cả nhà mình xem mấy bé dê của bé nuôi nè cả nhà. Nó dễ thương chưa? Cái này người ta nuôi đĩa cả nhà. Người ta gọi cho mình nuôi đĩa là thấy đĩa ra được ba bé nhỏ rồi cả. Bên kia là ba bé lớn nha. Đó cả nhà thấy dễ thương chưa? Ở dưới gầm đây nè. Cái phân này á, mình nuôi xong mình lấy cái phân mình bán cho người ta luôn nha cả nhà nha. Phân dê mình bán được tiền lắm á. Vuốt cái đầu. Ừ, dê này có sừng hết. Mấy nhỏ này có sừng á. Một mình mấy nhỏ là nuôi 6 con này á cả nhà. Cả nhà thấy không? Đứa nào nấy mập mạp dễ thương không? Tròn chia dễ thương. Bà bé lớn ở trong kia kìa. Gà thấy bé này đi chăn dê mà mình thấy rất là thương luôn á nha. Cảm động cái lòng yêu thương động vật của bé. Giờ cho mấy bé về ngủ. Bây giờ mình sẽ đi qua bên nhà bên kia coi thử như thế nào nha cả nhà. Tại vì mình đã thăm ở bên đây rồi thì gà cũng hứa với lại ba bé là sẽ tặng cho ba bé là cái đèn năng lượng để cho nó sáng nha cả nhà mình nha. Bye bye nha.